Ở thế giới tương lai, chỉ cần chụp ảnh người khác, bạn có thể tạo ra quần áo da người của đối thủ trong một giây. Và lý do Nobita muốn làm gấu đội lốt hổ hoàn toàn là do Nobita cảm thấy chua chát khi ăn bánh. Nhưng người ta vẫn nói, nếu cơn đau răng không được điều trị, nó sẽ giết chết bạn. Cô bé Dora gợi ý cậu nên đến gặp nha sĩ. Nhưng Nobita vốn là một bác sĩ giỏi lại trở thành một kẻ hèn nhát. Cô bé Dora không còn cách nào khác đành bật chế độ trò chuyện lên. Nghĩa là bạn bị sâu răng, một người sẽ lây bệnh cho hai người khác. Ý nghĩ mất hết răng, ngoại hình đẹp không thể giữ được toàn bộ anime. Nobita tới bệnh viện nha khoa bằng cú đá sang nhà, nhưng anh ấy vẫn chưa đăng ký. Tôi sợ hãi trước bầu không khí đáng sợ trong bệnh viện và sử dụng kỹ năng ngồi xổm của con chó cái hẻm núi ba trên cỏ, trốn tránh thành công Xiao Dora. Thế là chạy luôn, xô ngã ai đó ở góc phố, anh đang định chửi. Sau đó ông phát hiện ra người này chính là cháu trai Sisi của ông. Nhưng đây không phải là lúc của Ieshun, bởi vì Sisi đã du hành xuyên thời gian và không gian để nương náu. Hóa ra cậu và Nobita mắc cùng một căn bệnh, thậm chí còn bị sâu răng. Dorami biết Sisi sợ đau nên không chịu đi chữa trị. Anh ta bị coi là một kẻ nói dối lớn và bị lừa đi chữa răng vào thời cổ đại. Nhưng tất cả những kẻ ngốc đều biết đây rõ ràng là một trò lừa đảo. Làm sao có thể khoan răng bằng cưa máy mà không đau? Không ngờ hai người lại phàn nàn về nhau khi đang vui vẻ. Hai đối thủ nặng ký đã đến phía sau. Dorami lấy chiếc găng tay thần kỳ ra, bắt được Nobita đang định bỏ chạy. Thấy bạn mình mắc bệnh tương tự sắp phải đi khoan răng bằng cưa máy, Sisi đeo găng tay cù lét mà không nói gì. Điều đó khiến Domain hạnh phúc đến nỗi cô gần như không kiềm chế được nữa. Điều này đã cho cả hai chúng tôi thời gian để trốn thoát, để không bị bắt lần nữa. Tôi đã đến gặp bác sĩ, phải mất tới hai người mới tạo ra được trang phục da người của Huhu và Tiger. Kể từ khi tôi khoác lên mình bộ da hổ, Nobita cảm thấy mình có thể kết bạn tốt chỉ bằng một cú đấm. Tuy nhiên đúng lúc này, Tiểu Dora và cả hai đã tìm thấy họ và hỏi họ về nơi ẩn náu của Nobita. Hai người từ chối, dù sao cũng không thể tự hủy tại chỗ. Nhưng giọng nói lạ lùng của hai người vẫn khiến hai tay vật hạng nặng nghi ngờ. Có một cơ thể khác ẩn dưới làn da của hai người này, nhưng không có bằng chứng. Tôi chỉ có thể để hai người họ đi trước. Nhưng Dacian đã sống sót. Cô bé Dora đã gặp được người chồng hổ thật. Đột nhiên mọi người đều sửng sốt. Hai ông chồng và hai con hổ càng bối rối hơn. Với một đòn lao tới, anh ta chuẩn bị lao về phía trước và chiến đấu trực diện. Suy cho cùng, trong thời đại ngày nay, bạn phải trả phí bản quyền để sử dụng bức chân dung của mình. Tôi thấy hổ béo mắng tôi, học một câu của Nobita thôi. Thấy bốn người chuẩn bị giao chiến ngay tại chỗ, cô bé Dora không còn cách nào khác đành phải dùng sức nặng của mình đứng ở giữa. Bởi vì anh ấy đã có rồi, giải pháp nhận dạng đơn giản, thô sơ, cốt lõi và hiệu quả, đó là chăm sóc răng miệng. Rốt cuộc, kẻ giả vờ có những lỗ sâu răng lớn vừa ra chiêu này, Nobita nhất thời hoảng sợ, cứ đá sàn dầu rồi bỏ chạy. Anh ta thậm chí còn vứt bỏ trang phục da người của hai chồng hổ. Anh ta đập nát Domain bé nhỏ và lật ngược cậu bé, vì thủ đoạn bẩn thỉu phải bị phát hiện. Nobita đã sẵn sàng cho một số âm mưu. Anh ta bắt Sisi và trốn thẳng vào nhà Shizuka, là một đầu bếp chất lượng cao. Shizuka tự tay làm kem cho hai người họ. Nhưng sau khi cắn một miếng, cả hai lập tức cứng người và hét lên. Nhìn hai người họ, nếu cơn đau không dừng lại, họ sẽ lên thiên đường. Shizuka vội vàng đi lấy thuốc giảm đau. Cùng lúc đó, bé Dora cũng tới đây để giết, để ngăn cản hai người họ trốn thoát lần nữa. Dorami quyết định thực hiện một số thao túng thế giới ngầm. Họ bí mật tìm thấy Shizuka và giải thích tình hình cho cô ấy. Shizuka bày tỏ quyền hợp tác. Cô đưa Nobita và hai người xuống tận dưới. Sau đó, anh chỉ vào một căn phòng mà anh chưa từng thấy ở nhà mình trước đây. Nghĩa là có điều bất ngờ đằng sau cánh cửa. Khoảnh khắc Nobita mở cửa, bé Dora đã đâm sau lưng cậu. Họ đã được gửi đến bệnh viện nha khoa. Sau đó họ mới nhận ra rằng mình đã gặp Gao Oan. Và cánh cửa lạ chúng ta vừa bước vào, đó là cánh cửa ngẫu nhiên của Dorami. Nhìn thấy bé Doraemon và hai đứa cùng nhau ăn thịt và rau. Hôm nay tôi quyết tâm ăn chính mình. Nobita không còn cách nào khác đành phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất để cầu xin một con mèo. Tôi hy vọng anh ấy có thể khiến mọi người phải nín thở. Không ngờ hành vi của hai người, nó thực sự đã thu hút sự chế giễu từ những đứa trẻ cũng đến xem răng của chúng. Tục ngữ có câu, không hấp bánh bao sẽ cứu được mặt. Nobita và hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Anh ấy nói hôm nay sẽ đi sửa răng. Nếu có ai ngăn cản thì tôi sẽ vội. Xem ra hôm nay anh sẽ không thể thoát khỏi số phận phải khoan răng bằng cưa máy.